Rồi sư phụ đã làm xong cái nồi với cái phụ cho anh em. Sẵn đây sư phụ mình test thử nha anh em. Chào sư phụ nha. Rồi chào anh em nha. Ok sư phụ. Rồi chào anh em phụ cho anh em FI nha. Xe này thì nó bị hư cái nồi. Chủ xe bên Độ, xe Việt Nam mình tiến hành kiểm tra nồi nha. Thì đã tháo rồi, kiểm tra chủ xe thì cái nồi nó bị bể nha. Bể nồi cho anh em coi ha. Đó. Này là 6 chân, bể mất một chân nha. Đó, rớt ra cái chân này luôn. Đây anh em thấy không? Rồi. Về phần nồi bị bể nồi cho nên nó phá hết cái nồi của anh em nha. Phá sọc chuông của anh em luôn. Đó, chuông bị phá nè. Ở trong bị sọc nha. Đó. Còn cái nồi sau thì nó bị không an cho nên là bị tuột nồi luôn nha. Tuột nồi mòn hết bố nồi sắt nồi luôn. Đó, thấy tuột mòn nhã luôn nha. Rồi, tối bên này thì mình sẽ đi phun cái nồi bố thái chủ xe. Gồm có là hai nhôm nồi mới chầm chầm. Đó, trả về nguyên dinh chủ xe, xuống đinh thái chủ xe ha. Hai cái mới chầm chầm. Đây anh em. Đi phun chủ xe là bốn bố thái luôn. 1 2 3 4 nha. Mới chầm chầm ha, đúng đinh thái chủ xe. Anh em nhìn kỹ nha, bố bạn lóc mình ha. Rồi, xác mình sẽ đi xác đinh thái chủ xe luôn, gồm 3 lá nè. 1 2 3 nha. Lá nào cũng như lá nào trắng đẹp như một chinh anh em ha. Trước sau như một cho anh em luôn. Cái chuông mình thay mới chủ xe, cũng chuông nồi mới nè. Đó, cái chuông cũ mình bỏ, mình thay chuông mới luôn. Bao đẹp cho nè ha, không sọc huyết nha. Anh em nhìn thấy trong ngoài là đều nhau nhau ha. Rồi, bố mình sẽ đi chủ xe là ba bố mới nè. 1 2 3 nha, đi ba bố mới chủ xe. Và mình thay chủ xe bộ lò xo nồi mới luôn. Tại cái lò xo cũ nó bị sẹp rồi nha. Đó, đi lò xo cũ mới luôn. Thì anh em muốn làm nồi chiếc Full Channel chạy chơi Tết, nồi êm bền thì ghé Độ Xe Việt Nam. Bên mình có phụ tùng thái cho anh em, chạy cho bền ngon cho anh em ha. Rồi, chào anh em Full Channel. Rồi giờ anh Vũ tiến hành ráp nồi nè, anh em theo dõi nha. Thì cấu hình này mình sẽ đi phun cái hình nồi thái chủ xe. Đó, gồm có hai nhôm nồi mới chầm chầm cho anh em ha. Và đi phun 4 bố 3 sắt. Anh em lắp như đúng nha. Đó, đi lắp bố trước rồi tới sắt. Cứ tuần tự một bố một sắt. Kết thúc cuối cùng là lá bố nha. Đó, lá bố cuối cùng nè. Rồi mình tiến hành cho vô chuồng heo để mình định tâm lá bố nha anh em. Đó. Mình cho nó từ từ vô để cho nó lọt vô cái chuồng heo luôn. Rồi mình sẽ tiến hành cho lò xo nồi vô nha anh em. Rồi tiến hành cho 6 cái lò xo nồi vô nha ha. Thì lò xo có hai chiều nha. Anh em nhớ để chiều lớn nằm dưới, chiều nhỏ nằm trên. Đó thì mình lắp ráp thì bao đúng chiều cho anh em luôn. Để cho cắt nồi cho ngon nha anh em. Rồi mình tiến hành xiết 3 con ốc ép lò xo nồi nha ha. Thì anh em nhớ xiết đều 3 con nha. Đó anh em xiết đều từng con một. Khi nào nó tới ép tới là mình sẽ chỉnh cái lò xo nồi lại. Rồi mình tiến hành là cho cái nồi trước cái nồi sau thôi ha. Rồi dặn tán nồi vô. Đó thì nồi trước gồm hai tán. Gồm hai cái lồng đền nha. Lồng đền chặn phe với lại lồng đền outside. Đó. Bắn nồi trước và nồi sau. Mình tiến hành là lắc kê lồng đền chặn phe nha anh em. Đó, sau khi lắc kê lồng đền chặn phe mình tiến hành là gắn nắp nồi giấc ly tâm. Nó nhớt tâm thì nó có một miếng răng trong nha. Anh em nhớ là dặn chặt để giữ nhớt lại nha. Miếng răng để chặn nhớt xì ra của anh em. Đó. Còn 3 con tán nha. Rồi sau khi xiết 3 con tán mình tiến hành là upload nồi và test xe cho anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em Full Channel FI nha. Mình hiện tại đang nhận làm xe chơi test cho anh em. Rồi sư phụ đã làm xong cái nồi chiếc Full Channel. Sẵn đây sư phụ mình test thử nha anh em. Chào sư phụ nha. Rồi chào anh em nha. Ok sư phụ. Đó, bao nhẹ cho anh em ha. Quá nhẹ nhàng không? Full của mình nồi thái là nhẹ chủ xe. Xe này thì chủ xe làm để đi phượt Tết nha anh em. Rồi sư phụ đã test về ha. Quá full của mình rồi, nồi thái nha. Lên xe là nhẹ nhàng cho chủ xe đi. Đó thì chủ xe đi để ngon, đi chạy ngon ghê phượt nha. Chào anh em. Rồi chào sư phụ. Rồi chào anh em.